Tại thị xã Hương Trà, nhiều hộ gia đình sống dọc các bờ sông Hương, sông Bồ đang phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm do sạt lở. Chính quyền các địa phương cùng các lực lượng tại chỗ đang khẩn cấp di dời giúp các hộ gia đình sơ tán đến nơi an toàn. Để có mặt tại khu vực xóm cầu Cửa Khâu, tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn, nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng, chúng tôi phải đi đò sang vì đường dẫn vào các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn còn ngập trong bùn non sau lũ. Tại khu vực này đã bị nước lũ khoét sâu từ 20 đến 40 mét, đe dọa tính mạng và tài sản của 5 hộ dân sống tại khu vực này. Khi đến nơi, cả cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự thị xã cùng chính quyền phường Hương Văn khẩn trương giúp các hộ gia đình tháo dỡ mái nhà, cánh cửa và những tài sản còn lại của gia đình để rời đi trước khi sạt lở nuốt trọn căn nhà. Lúc mà chứ mà cả cha cả con cả vợ cả chồng mà bong bóng được chân đấy chứ con nợ nâng mà chứ bởi làm ra bởi mừng mà ở cầm nắm mà chứ sắp đợi chứ giờ chính quyền ba con giúp đỡ cho về chứ không có giao cửa ở nơi chứ con cài lợn mà con cài cũng đau khổ ngoài rồi chứ hiện tại chưa nâng con chỉ hệ trái băng thì trắng thôi chứ giờ chính quyền giúp đỡ cho gia đình như con quá khổ lắm. Trong đợt lũ này, tại Hương Trà, thống kê bước đầu, mưa lũ đã làm một nhà bị sập do sụt lún bờ sông Hương ở phường Hương Hồ và 16 nhà bị sạt lở sụt lún ở Hương Hồ, Hương Thọ. Riêng tại phường Hương Văn, lũ lớn đã làm ngập lụt gần 1.500 hộ, trong đó khoảng 300 hộ ảnh hưởng nặng. Hiện phường đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Đợt lũ lần này thì nó vượt mốc đỉnh lũ năm 1999 là đợt trận lũ mà lớn nhất của địa phương ở khu vực này. Thì ngay sau khi được lũ, chúng tôi đã cho tiến hành khảo sát ngay khu vực có nguy cơ sạt lở thì phát hiện khu vực đây là xóm cầu Cửa Khâu. Nó sạt lở với chiều sâu là khoảng gần 50 mét và số hộ bị ảnh hưởng là từ 4 đến 5 hộ. Và chúng tôi đã thực hiện cho di dời con người về nơi an toàn. Còn lại thì các tài sản vật chất khác thì chúng tôi đang cho tiếp tục di dời và đặc biệt là hộ đầu tiên bị ảnh hưởng là ông Lê Đình Hà ở đây. Thì chúng tôi đã di dời từ ngày hôm qua. Hôm nay thì tiếp tục lấy dỡ các vật chất của ngôi nhà. Cái gì con có thể đưa đi được thì chúng tôi cho đưa đi và các hộ phía sau ông Lê Đình Hà thì chúng tôi tiếp tục cho khảo sát để cho di dời các ngày tiếp theo trong cái thời gian tới và đặc biệt là tới đây con có một trận áp thấp nhiệt đới để chuẩn bị vào. Chúng tôi sẽ đảm bảo cho cái an toàn cho người dân đồng thời là cũng đảm bảo cái tài sản của người dân để đảm bảo trong cái thời gian sắp tới. Ngay sau khi biết được thông tin, đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà hỗ trợ cho các gia đình trong vùng sạt lở của phường Hương Văn. Cùng với đó, các ban ngành cấp tỉnh, thị xã và các nhà hảo tâm cũng đã đến để chia sẻ động viên và tặng quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại khu vực này.